Xin chào tất cả anh em. Hôm qua có review về vị tướng Ryu làm lại bộ kỹ năng rồi đúng không nào? Thì trong clip này chúng ta sẽ nói về vị tướng Volcas. Em tin chắc rằng với sự sửa đổi của Volcas sẽ rất là nhiều anh em hứng thú và muốn tìm hiểu. Đặc biệt là sáng nay khi chúng ta vừa cập nhật xong bản bổ sung lần 2. Nhưng chúng ta hãy review về Volcas ở máy thử nghiệm trước nhé. Đừng quên để đánh giá của anh em về vị tướng này sau khi thay đổi. Siêu hot, tngshop.vn đang có sự kiện nạp thẻ thành công từ 50k trở lên. Anh em sẽ nhận được ngay một lượt quay free tại vòng quay ưu đãi đặc quyền và có cơ hội nhận được nick VIP cùng với một cái lượng quân huy vô cùng giá trị. Ngoài ra mini game, nick game trên shop cũng đang giảm giá cực mạnh. Anh em còn đang suy nghĩ gì? Truy cập ngay ở tngshop.vn để tham gia ngay nào. Ở máy chủ thử nghiệm có rất là nhiều sự thay đổi từ tướng và đặc biệt là con rơi này. Con rơi này là 35 giây thì nó đã ra rồi nha anh em nhá. Và thời gian hồi của nó rất là mau lẹ, chỉ có 1 phút mà thôi là các bạn lại có thể tiếp tục ăn con rơi này rồi. Tức là trước khi con rơi này biến mất toàn bộ ấy thì các bạn sẽ ăn được rất là nhiều lần con rơi. Đó là lý do vì sao mà cái vàng rơi ấy nó giảm xuống rất là nhiều. Hãy nói một chút về chiêu thức thay đổi của vị tướng Volcas này. Chiêu cuối phải từ từ nhá anh em được không? Chiêu cuối chém là hồi máu, nhưng mà lưu ý rằng mình chém như vậy ấy, nó hồi máu là theo phần trăm. Tí chúng ta nói về chính xác hơn, hãy nói về chiêu 1 và chiêu 2 nào. Chiêu 1 bây giờ có thêm khả năng, đó chính là làm chậm kẻ địch 90% trong 1 giây. Và quan trọng nhất đó chính là chiêu cuối. Thời gian bất tử bây giờ cố định lại đó chính là 3,5 giây từ khi các bạn xuống ngựa. Ngoài ra cái điểm trí nhất của chiêu cuối này đó chính là khi bạn xuống ngựa xong nhé, các bạn sẽ không còn tăng tốc đánh, không còn tăng tốc độ chạy. Và đặc biệt, hết thời gian bất tử các bạn không được hồi máu. Thành ra là pha vừa rồi đó, mình cần trượt cho hai một cái. Thôi xong rồi đấy anh em ơi, không còn hồi bất kỳ tí máu gì. Cái mới nhất của nó là khi trúng một tướng địch, giúp bản thân hồi 6% máu đã mất. Tức là 6% máu đã mất nhá. Các bạn mà chưa mất quá nhiều máu ấy, thì cái lượng máu của anh em hồi phục không phải quá nhiều. Nhưng cái điểm hay của nó là 6% công vật lý cộng thêm, coi như là bù đắp thêm. Cái điểm hay của nó, chém cái lượng sát thương rất là khổng lồ. Tức là khi các bạn đang ở trạng thái trên ngựa, các bạn chém cái lượng thương rất là kinh khủng. Nhưng mà khi dẫn ngựa không có tốc đánh, không có tốc chạy, thành ra rất là nhiều anh em cay cú. Chưa kể là các bạn khi mà khống chế đẩy lùi, nó giảm xuống rất là nhiều nhá anh em nhìn coi đây. Khống chế đẩy lùi chỉ có 0,5 giây mà thôi. Chiêu 2 nè, thời gian dấu ấn giảm xuống chỉ còn 3 giây mà thôi. Chẳng có ai muốn là cái thời gian dấu ấn nó giảm quá như vậy anh em. Sát thương lần 2 có sự hiệu chỉnh. Đơn giản dễ hiểu là tăng rất là nhiều cái lượng sát thương. Còn về vấn đề là máu mục tiêu, tức là máu mục tiêu đã mất để các bạn có thể dồn lần 2 chiêu 2, nó có giảm xuống. Nhưng mà nếu các bạn lên đồ vật lý, tức là công vật lý nhiều, sát thương vật lý cộng thêm nhiều, các bạn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đôi khi lên nhiều công vật lý kiểu như là nanh hay là full dam, các bạn có được hưởng lợi rất là nhiều là khác. Cái pha này là phải sử dụng cầu băng xương nha mấy ông nhá. Tại sao? Bởi vì Volcas bây giờ không hồi máu nữa rồi. Phải chém được anh em ạ, phải chém được thì mới hồi phục được cơ. Ví dụ đây, chém lại nè, càng đông càng vui nhá. Ôi trời ơi, kịp không đây? Mình sẽ đệm lưng một thằng đi, rất là khó để chạy. Bởi vì trước đây chúng ta vẫn chút cuối xong ấy, các bạn có tốc độ chạy rất là kinh khủng đúng không? Cùng lắm vào không bắt được thì mình chạy ra. Nhưng mà bây giờ là không, bây giờ là rất là khó anh ạ, rất là khó chạy ra. Nên đó chính là sự hiệu chỉnh mà các bạn cần phải để ý từ đầu. Thôi đúng cái kiểu là muốn khắc chế Volcas ấy là chỉ cần né được cái quả chiêu hai của Volcas thôi. Hoặc là Volcas tự hủy giữa cái pha vừa rồi là chỉ cần trượt chiêu 2 là xong phim rồi. Ok nhá. Anh em thấy sao về vị tướng Volcas sau khi Ad vừa review sơ sơ? Volcas không phải là một vị tướng thuộc gu của Ad cho lắm. Ad thích cái kiểu như là Richter này, cái kiểu Tachi đi trợ thủ hoặc là vai trò đi rừng với vị tướng đấu sĩ hơn so với cái kiểu Volcas này. Nhưng mà thực ra đánh Volcas này cũng là một thuộc dạng tướng cần kỹ năng đấy nhá. Đặc biệt là kỹ năng định hướng từ chiêu 2. Bởi vì Volcas chỉ cần chiêu 2 trượt thôi là xong phim à. Chưa kể ở phiên bản sắp tới, khi mà chúng ta không còn tăng tốc đánh, không còn tăng tốc độ chạy và không còn hồi máu sau khi bạn xuống ngựa ấy, thì chiêu 2 lại càng quan trọng hơn. Trượt coi như là khỏi bắt kẻ địch luôn ấy. Có khi ra còn khó mà anh em. Đây rồi, chúng ta có sự trợ giúp của vị tướng Aiza. Nó lại dễ dàng đúng không? Aiza sẽ bù đắp cho chúng ta là gì? Đó chính là lượng tốc độ chạy mà chúng ta mất từ cái quả chiêu cuối. Khi Aiza bật chiêu cuối lên thì chúng ta sẽ hưởng lợi rất là nhiều nhá anh em thấy không? Ui chém kìa, toàn ca hơn ca thôi.
Thế mới gọi là nhiều lượng sát thương nhá. Anh em nào mà đi đường tà thần ở phiên sắp tới ấy, sẽ có cơ hội rất là tuyệt vời để spam và farm vàng. Anh nghĩ rằng với cơ hội tuyệt vời như vậy ấy, có thể là đã lúc ở rank, không chỉ là ở giải đâu, ở giải thì người ta mang xạ thủ lên tà thần rồi đúng không nào? Thì ở rank ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng theo. Bởi vì cứ 1 phút lại spam con rơi, một con rơi là 100 vàng. Tính sơ sơ đẹp đẹp thì trước đến phút thứ 8 ấy, thì chắc là anh em sẽ nhận được khoảng 6 con rơi ấy nhỉ anh em nhỉ. Tức là khoảng 6 con rơi, coi nhà trung bình đi, trung bình 6 con rơi tức khoảng 600 vàng, sơ sơ như thế. Đương nhiên là sự thay đổi của rơi này nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều cái cơ chế game và gank của anh em. Ví dụ như là 35 giây đã ra rồi ấy, thì thằng đi rừng rất là khó để nó để tiếp cận con rơi. Bởi vì nó xong vòng rừng đúng không nào? Bây giờ là 1 phút 20 đúng không? 1 phút 20 có sự trợ giúp thằng trợ thủ. Nó sẽ phăng, nó é xong vòng rừng và nó tiếp cận con rơi. Nhưng mà khi mà rơi 35 giây xong, lại còn rơi lại mềm như bún anh em. Thế là hai thằng solo và thằng đi mid ấy, nó có thể phi lên giúp. Như vậy chúng ta có thể có phương án khác nhau đúng không nào? Chém nè, ôi trời ơi, đau thế nhở? chạy thôi, anh em thấy không? May mà có giáp ảo của anh Aiza này đấy, không là rất là khó để mà xử lý được khi mà chúng ta băng trụ. Bởi vì các lượt trụ bắn lên anh em ấy là nó double trụ lên. Chạy đâu? Ôi, nhìn thấy tham à bạn? Nhìn thấy tham lam à? Cầm cái đấu khí mà anh em, mình có cơ hội để phản kèo rất là cao. Hôm qua thì anh em đã để lại rất là nhiều bình luận đánh giá vị tướng Diêu rồi, thì S rất là mong và đọc được các bình luận về vị tướng Volcat này. Yeah, công nhận là mặc dù là thay đổi khá, nhưng mà chúng ta bắt các vị tướng chủ lực với lối trang bị full dam thì vẫn rất là khỏe luôn ấy. Đặc biệt là khi mà chúng ta có thể lên hoàn thành cái liềm thì sẽ bớt sợ bị sốc hơn. Bây giờ anh em lên ngựa nhá, không phải cần phải lo chém 2 hoặc 3 lần đâu, mà các bạn chỉ cần căn đẹp, căn chuẩn thời gian là được. Bởi vì chúng ta bây giờ là cố định là 3,5 giây bất tử rồi, không phải trước đây là các bạn phải chém thêm để được 5 giây đâu. Sục ngay. Cái chiêu 1 và chiêu 2 đam rất là to nha anh em nhá, đặc biệt là cái chiêu 1 ấy. Khi mà sửa như vậy thì chiêu 1 của anh em đam kinh khủng luôn. Ví dụ băng xà nè, xem nào, hai thằng tao, ui, có vẻ khá đông, phải dập xuống ngay anh em. Nhưng mà dập xuống ấy, mình lại không được tăng tốc độ chạy, cũng chẳng được tăng tốc độ đánh, thiệt thòi quá mà. Wow, bị cái con Tachi nó out bằng chiêu cuối luôn, pha đấy tưởng là thơm rồi anh em. Nhưng mà ai dè, đúng là kiểu sai một ly, hoặc là trượt chiêu 2 một tí, là có nhà xong phim rồi đấy. Ở cái phiên bản bổ sung sáng nay ấy, thì các bạn nếu để ý sẽ biết được rằng cầu băng xương đã được tăng lên tận thứ 5, các bạn mới có thể tận dụng được. Ui, mấy thanh niên đừng có lao xuống đấy nhá, sợ quá. Vẫn kia bất tử này anh em ơi, vẫn kia bất tử, tấn công. Yeah, điện lưng được một thanh niên thế là vui rồi anh em. Thế là đồng đội đến và giải quyết phần còn lại nè. Sáng nay là cầu băng xương nó tăng lên 5 phút rồi, cái đồ hóa giải khống chế thì nó tăng lên 90 giây, cấm trụ bây giờ cũng 90 giây. Như vậy thì rất là khó nhở. Nếu mà cấm trụ nó còn ngon như trước ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể cầm cho con Volcat cấm trụ để chúng ta có thể bù đắp được phần nào cái lượng sát thương nó trụ nó dồn mình ghê quá. Đây, vào luôn, càng đông càng vui. Phải xuống thôi anh em, không là bị sốc chết chết dở đúng không nào. Căng thẳng đấy nhá. Nói chung là cái pha vừa rồi ấy, mình cũng xuống hơi nhanh tại vì mình có liềm mà anh em. Nhưng mà thôi, ăn chắc mặc bền vậy, end game thôi. Về cơ bản thì Volcat cái lối chơi thì vẫn như vậy, nhưng mà cái lối trang bị anh nghĩ rằng là chúng ta thiên về nhiều đam nè, và khi bạn vẫn giữ cuối càng phải cẩn thận và chú ý hơn. Đừng quên like, share, chia sẻ ủng hộ S nhé. Anh em ơi, S bây giờ đã trở thành đối tác của Facebook rồi, mỗi ngày 3 clip, 2 clip trên YouTube và 1 clip độc quyền trên Facebook. Các bạn đừng quên lên ngay fanpage link mô tả để không bỏ qua các video của S nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.